Xin mời quý vị và các bạn trở lại với sân vận động nhà thi đấu tỉnh Hải Dương để đón xem trận chung kết nội dung nữ giải vô địch bóng chuyền hơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ 9 năm 2022. Trước mặt quý vị và các bạn là trận chung kết nội dung đơn nội dung nữ diễn ra giữa hai đội thành phố Chí Linh và huyện Tứ Kỳ. Các cầu thủ của thành phố Chí Linh trong trang phục áo xanh quần đen bên phía gần màn hình của quý vị và các bạn, và các cầu thủ nữ của huyện Tứ Kỳ trong trang phục áo vàng quần đen phía xa màn hình của quý vị và các bạn. Để được góp mặt tại trận chung kết thì cả hai đội thành phố Chí Linh và Tứ Kỳ cũng đã xuất sắc vượt qua vòng bảng cũng như là chiến thắng ở các trận bán kết. Tứ Kỳ đã chiến thắng huyện Ninh Giang ở trận bán kết thứ nhất, và thành phố Chí Linh đã thắng thị xã Chí Linh, xin lỗi quý vị, thị xã Kinh Môn ở trong trận bán kết thứ hai và xuất sắc qua mặt tại trận chung kết. Tuy nhiên thì so về lực lượng giữa hai đội tuyển thì đây là một trận chung kết tương đối là chênh lệch về trình độ, bởi Chí Linh có đội hình đồng đều, có chiến thuật cũng như là kỹ thuật đều nổi trội hơn, và đặc biệt là thể hình của các cầu thủ thành phố Chí Linh. Và đây cũng được cho là dàn cầu thủ có chất lượng tốt nhất trong những năm vừa qua, khi mà các cầu thủ nữ của thành phố Chí Linh đã liên tiếp giành các chức vô địch, giành giải nhất tại các giải thi đấu trong khuôn khổ của các giải của tỉnh Hải Dương tổ chức. Điểm số thứ hai cho các cầu thủ huyện Tứ Kỳ. Pha bỏ bóng rất thông minh của cầu thủ số 10 sau khi chị quan sát ở khu vực giữa có một khoảng trống nhất định, và chị đã quyết định bỏ bóng vào đúng cái điểm chết này. 7-2. Điểm 3-7.
và có sự không tập trung của các cầu thủ Chí Linh. Và bây giờ các chị phải chỉnh chỉnh lại. Lực cứu bóng không thành công của các cầu thủ áo vàng và mang lại điểm số thứ 8 cho các cầu thủ Chí Linh, 8-4. Mặc dù không có trình độ ngang bằng với các cầu thủ thành phố Chí Linh, tuy nhiên các cầu thủ Thế Kỳ có lối chơi rất khó chịu. Và đập bóng rất mạnh của chủ công số 10. Tiếp tục là pha xử lý khôn ngoan của các cầu thủ thành phố Chí Linh. Mặc dù các chị có khả năng nhập dậm nhảy và đập rất tốt, tuy nhiên không phải là quả nào các chị cũng đập. Mặc dù là trọng tài biên phất cờ ra hiệu là bóng ngoài sân, tuy nhiên thì trọng tài chính xác định là bóng đá trong sân. Bốn ba mười hai, điểm số đã gấp 3 lần. Một điểm số rất khách biệt. Và trọng tài cho đánh lại pha bóng vừa rồi khi mà các cầu thủ của huyện Tứ Kỳ đã ra ký hiệu hội ý trước. Tứ Kỳ đã xin hội ý lần thứ nhất trong xét đấu thứ nhất, sau khi mà để đội thành phố Chí Linh dẫn với cách biệt là 12-4. Một điểm số rất khó có thể san bằng. Và các cầu thủ huyện Tứ Kỳ, các chị khi mà có mặt tại vòng tại trận chung kết này thì đã thực sự rất xứng đáng. Đây là nỗ lực, sự cố gắng rất lớn của các chị. Và các chị bước vào trận chung kết này trong tâm thế rất thoải mái. À, vừa rồi là các cầu thủ công của thành phố Chí Linh đã phạm lỗi trong khi tham gia vào pha bóng tấn công. Và sau khi mà hội ý thì các cầu thủ huyện Nam Sách đã liên tiếp giành lại 2 điểm số, 6-12. Vừa rồi là sự không tập trung của các cầu thủ phía sau của huyện Tứ Kỳ khi để bóng rơi tự do. Bóng rất tốt của chủ công số 10. Số 10 và số 3 của thành phố Chí Linh là hai gương mặt tiêu biểu và là trụ cột không thể thiếu trong đội hình xuất phát của đội tuyển nữ thành phố Chí Linh. Vừa rồi là
một pha bỏ bóng rất đáng tiếc khi mà các cầu thủ Thành phố Chí Linh nghĩ rằng bóng đã ra ngoài sân. Pha bước một rất tốt và pha bỏ bóng cũng hết sức thông minh, tất cả đều đến từ cầu thủ số 10. Và như chúng tôi đã bình luận thì chủ công số 10 cũng như là số 3 của các cầu thủ áo xanh là những gương mặt rất quen thuộc trong các giải đấu do tỉnh Hải Dương tổ chức. Và các chị đều là những cầu thủ rất sáng giá, có kỹ thuật tốt. Và thể hình, đặc biệt là chiều cao của các chị cũng là rất tốt. Pha bóng 16, chéo tay của các cầu thủ Chí Linh. Điểm số lúc này là 16-8. Điểm Chí Linh 17-8. Tứ Kỳ cũng là một trong những đội bóng thường xuyên có mặt vào sâu tại các giải bóng chuyền hơi của tỉnh Hải Dương. Và những năm gần đây thì phong trào bóng chuyền tại Thành phố Chí Linh cũng như là huyện Tứ Kỳ rất phát triển. Khi vào cuối những buổi chiều và buổi tối hàng ngày thì các sân vận động của nhà văn hóa cũng như là sân vận động của các xã, thị trấn của huyện Tứ Kỳ và đặc biệt là thành phố Hải Dương, người dân thường xuyên tham gia vào tập luyện và các môn thể thao này. Và thực sự là môn bóng chuyền hơi rất phát triển ở các địa phương nói chung trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trọng tài đã xác định các cầu thủ Tứ Kỳ đã để tay chạm lưới khi nhảy lên chắn bóng. Tiếp tục là pha bóng rất tốt, rất hiệu quả của cầu thủ số 10. Điểm số cuối cùng của các cầu thủ Chí Linh 20-11. Không thành công. Bóng ngoài sân, và chỉ còn một điểm số nữa thôi thì các cầu thủ của Thành phố Chí Linh đã sẽ giành chiến thắng trong set đấu thứ nhất. Rất tốt. Và 21-12. Trước đó thì các cầu thủ nam của Thành phố Chí Linh đã giành chiến thắng trong trận chung kết khi đối đầu với lại các cầu thủ của huyện Nam Sách. Các cầu thủ nam của Thành phố Chí Linh đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 2-0.
Và như vậy là nếu mà trận chung kết của nữ các cầu thủ thành phố Chí Linh giành chiến thắng thì thành phố Chí Linh sẽ giành cú đúp danh hiệu, giành hai huy chương vàng ở hai nội dung của nam và nữ tại giải vô địch bóng chuyền hơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ 9 năm 2022. Đây thực sự là một thành công xứng đáng, một kết quả xứng đáng cho các cầu thủ nam và nữ của thành phố Chí Linh. Xin mời hai đội vào sân tiếp tục thi đấu. Tiếp sau đây thì mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi xét đấu thứ hai trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương. Và đây là trận chung kết. Diễn ra giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của huyện Tứ Kỳ trong trang phục áo vàng ở phía gần màn hình của quý vị các bạn gặp các cầu thủ nữ của thành phố Chí Linh trong trang phục áo xanh quần đen phía xa màn hình của quý vị và các bạn. Rất tiếc và phát bóng không thành công. Trận chung kết. Có lẽ là chỉ diễn ra trong 2 set. Bóng ngoài sân. Tiếp tục là pha bóng ngoài sân. Pha bóng ngoài sân. Điểm số 4-1 cho các cầu thủ huyện Tứ Kỳ. Pha bỏ nhỏ không thành công của chủ công số 3. Và là bóng đơn giản mà hiệu quả của chủ công số 3 thành phố Chí Linh. Điểm số 35. Đây là
thời điểm hiếm hoi các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh để cho đối phương dẫn trước. Pha bóng đập lưới đã làm giật mình cầu thủ số 10 của Thành phố Chí Linh. Và bước một rất tốt. Và rất được. Lại thực sự hiệu quả. Bóng có vẻ vào sân. Tuy nhiên thì cầu thủ số 1 của Thư Kỳ đã cố gắng cứu bóng. Và như vậy đã trực tiếp mà đem lại điểm số cho các cầu thủ của Chí Linh. Pha bóng hết sức giằng co của cầu thủ hai đội. Xem các cầu thủ áo xanh thi đấu, chúng tôi có cảm giác là xem các chị thi đấu một cách hết sức nhẹ nhàng, hết sức dễ chịu. Bởi các chị không những có lối đánh có chiến thuật rõ ràng, khoa học mà kỹ thuật của các chị cũng hết sức tốt. Lối đánh của các chị áo xanh hết sức linh hoạt, đặc biệt là những pha tổ chức tấn công, những pha chuyển hai của các cầu thủ áo xanh hết sức linh động. Và những pha tấn công của các chị cũng hết sức là hiệu quả. Để bước vào trận chung kết này thì cả hai đội đã trải qua những trận vòng loại cũng như là bán kết vừa mới diễn ra. Vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của cả hai đội và hạn chế đi rất nhiều những pha bóng hay của cả hai đội. Các chị cũng vừa trải qua một trận bán kết ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Theo đó thì các tuyển thủ, các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Linh
đã giành chiến thắng trước các cầu thủ nữ của thị xã Kinh Môn và các cầu thủ của huyện Tứ Kỳ đã giành chiến thắng trước các cầu thủ rất nặng ký của huyện Ninh Giang. Vẫn còn và dậm nhảy chưa được ưng ý của chủ công số 10 bên phía thành phố Chi Linh. Số 3, xin lỗi quý vị và các bạn. Huyện Tứ Kỳ xin hội ý tại xét đấu thứ hai. Đây là thời điểm hội ý hợp lý khi mà huyện Tứ Kỳ đã để cho thành phố Chi Linh từ thời điểm dẫn trước một tỷ điểm số cách biệt, và đến bây giờ thì thành phố Chi Linh đã vượt lên. Và vừa rồi thì các cầu thủ của huyện Tứ Kỳ đã nhận được những lời động viên khích lệ tinh thần rất tích cực và rất kịp thời từ ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ của thành phố Chi Linh, các cầu thủ nam của thành phố Chi Linh, rằng là khi mà các chị lọt vào trận chung kết này thì cũng là sự cố gắng, nỗ lực và cũng là rất xứng đáng. Đây thực sự là quyết tâm rất cao của các cầu thủ huyện Tứ Kỳ. Nếu mà để thua trong trận chung kết này thì cũng không có gì phải buồn, không có gì phải thất vọng đối với các chị cả. Một sự nỗ lực rất tuyệt vời rồi. Các chị cố lên. Quan trọng là tinh thần cũng như là nhiệt huyết của các chị đối với môn thể thao mà các chị yêu thích. Thực sự là các trận đấu trước đây ở một thời điểm rất gần đã làm suy giảm thể lực của các cầu thủ, vì vậy không còn những pha bật nhảy treo người cũng như là pha đập bóng uy lực của các cầu thủ Chi Linh, và giảm đi cái độ chính xác của những pha bóng vậy. Bóng không qua lưới và đã đến lúc thành phố Chi Linh xin hội ý ở trận đấu thứ hai. Thực sự là đây là một tinh thần thể thao rất fair play của các cầu thủ nam. Các cầu thủ nam của thành phố Chi Linh đã động viên các cầu thủ nữ của huyện Tứ Kỳ rằng là hãy quyết tâm. Đó thực sự là những hình ảnh rất đẹp, rất thể thao, rất đoàn kết và rất cao thượng của các cầu thủ với nhau. Đối với
trọng tài đã xác định các cầu thủ của Huyền Quốc Kỳ đã để bóng chạm tay chạm lưới. Theo quan sát của chúng tôi thì phía bên kia có một số camera bằng các chị đã đặt máy quay các điện thoại ở cuối sân mà không có người đứng trông, thực sự là rất là nguy hiểm khi mà có những đường bóng có thể bay vào máy các cái điện thoại của đó và sẽ làm hỏng điện thoại. Và hiện nay thì đã có chị đã ngồi đó để trông máy quay rồi, cũng rất là yên tâm. Rất tốt. Pha bóng không hề có tay chắn nào của các cầu thủ áo vàng. Và như để cho các cầu thủ áo xanh được thoải mái, tự do trong pha bóng tấn công của mình. Tiếp tục là pha dậm nhảy tự do của các cầu thủ áo xanh. Rất thoải mái khi đập. Rất tốt. Một sự nỗ lực cứu bóng rất tốt của cầu thủ số 5. Sang sân. Rồi, rất tốt. Chỉ còn 3 điểm số nữa thôi thì các cầu thủ Chi Linh sẽ kết thúc đấu này. Vừa rồi là pha phát bóng hỏng của các cầu thủ, cụ thể là cầu thủ số 3 bên phía thành phố Chi Linh. Pha bỏ bóng và đập bóng không thành công. Điểm số 13-18. Kết thúc trận chung kết này, ban tổ chức sẽ tiến hành trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các đội đạt giải. Bóng tiếp tục trong sân. Bóng ngoài sân. Điểm số cuối cùng cho các cầu thủ thành phố Chí Linh, 20-13. Đó là những sự cổ vũ của các cổ động viên của thành phố Chí Linh. Và như vậy là trận chung kết nội dung nữ đã kết thúc với tỷ số 21-13 tại set đấu thứ hai dành cho các cầu thủ thành phố Chí Linh. Và như vậy là các tuyển thủ cầu thủ nữ của thành phố Chí Linh đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 2-0. Xin chúc mừng các cầu thủ nữ của thành phố Chí Linh. Xin chúc mừng các cầu thủ nam của thành phố Chí Linh khi các anh các chị đã giành
đi tiếp hai chiếc cúp vàng dành về cho thành phố của mình. Và xin chúc mừng sự nỗ lực cố gắng của các cầu thủ huyện Tứ Kỳ. Các chị đã cố gắng nỗ lực để có mặt trong trận chung kết và đã dành cho khán giả những pha bóng hấp dẫn. Và xin chúc mừng thành công của giải vô địch bóng chuyền hơi Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị các bạn trong các chương trình tiếp theo.